Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hưng Phúc nha anh em. Tiếp tục clip bán máy anh em hôm nay luôn nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha. Có trên cái bảng nhỏ phía trước ha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc. Đó, anh em tới đây cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper nha. Anh em nào mà tin tưởng chuyển khoản thắng thì mình sẽ bao ship cho anh em nha. Anh em lợi được vài chục ngàn ha. Rồi, ok, không dài dòng nữa nha. Mình sẽ đi vào clip sáng hôm nay luôn. Rồi, giới thiệu anh em con máy đầu tiên hôm nay. Con Rehab Dream thay vỏ mới nha anh em. Con Rehab Dream là con G532 á. Mà nè, thay vỏ mới can sà beng luôn nha anh em luôn. Như máy bóc hộp luôn nha. Con này thì màn hình 5 inch nha anh em. Ra 1,5 bộ nhớ 8 nha. Pin 2006. Đó, thấy thì đẹp như clip mình quay ha. Đó, mình đã thay vỏ mới keng sà beng rồi. Tốt lên. Đó. Máy sáng đẹp cho anh em nha. Đó, hàng cực đẹp luôn. Chức năng full nha. Có sim là xài nha anh em, máy được 2 sim. G532 là Rehab Dream này nè. Máy rất là ok ha, bỏ sim là xài. Rehab Dream để anh em giá 690k nha, quá mềm nha em, 690k, kèm sạc dàn kính cho anh em nha. Tiếp theo là con Vivo V7 này, máy này vỏ xeo xước như clip mình quay nha. Đó, Vivo V7, màn hình 5.7 nha anh em, RAM 4GB nha, con này RAM 432, bộ nhớ 32GB, pin 3.000. Đó, máy thì vỏ xeo mình chưa có thay nên nó có xước xác, anh em tháng sử dụng ha, được cái kính đẹp nha, kính đại giá lực cho anh em rồi, kính đẹp càng luôn, mình mở nguồn lại cho anh em xem. Máy hết pin nha anh em, mình đang sạc ha. Mình đang sạc pin nha máy. Con này là V7 nha anh em, màn sáng đẹp nha, màn ring sáng đẹp. Wi-Fi ok nha. Chức năng nói chung là hoạt động ok. Rồi, Vivo RAM 4GB nha anh em. 1718 ha. Con này để anh em giá 1,4 triệu nha. 1,4 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha. Ok nha anh em, Vivo V7 nha, 1,4 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung G6 Lux anh em, G6 Lux màu đen, mấy con rất là đẹp nha, kính đẹp, màn đẹp. Con này RAM 4 của nhớ 32 anh em, màn hình 6 inch, pin thì 3,500 nha. Đó, chức năng hoạt động full ha, màn sáng đẹp. A6 cộng anh em. Ok nha, con này đến em giá 2,5 triệu nha. 2,5 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A50, máy ring, vỏ xeo hơi xấu nha anh em. Nếp xeo hơi xấu ha. Đó. A50. RAM 4, bộ nhớ 64 nha. Màn hình 6 inch, 4, pin 4000. Đó, vỏ thì xuất sắc từ 5 tháng, được cái kính ring nguyên nha. Màn ring, kính đẹp keng luôn. Còn guarantee. Hàng sáng đẹp nha. Chức năng ok. A50 nha anh em. A50. Đó, màn rất là đẹp. Màn ring nha, màn ring vỏ ring, nguyên máy ha. Con này để anh em giá 2,9 triệu nha, 2,9 triệu, A50. Kèm sạc dán cái lực cho anh em luôn. Tiếp theo cho anh em là một con Note 8 Samsung. Samsung Note 8. Màn hình 6 inch 3 nha anh em. RAM 6, 64, pin 3,300. Máy đẹp. Đốm nhẹ đây. Một đốm như đây. Mình ghép không ảnh hưởng nha. Xài chống cháy rất thoải mái luôn. Màn đẹp nha, ok. Chỉ có một đốm nữa thôi nha. Máy bán hàng nha anh em, một sim. Note 8 bán hàng, một sim. Samsung Note 8 RAM 664 cho anh em chơi game, xài rất là ok, chức năng full không lỗi nha, chỉ mỗi cái màn bị đốm thôi nha. Đó, giá nó đi cho anh em 3,2 triệu nha.
Tiếp theo cho anh em là một con A50, vỏ đẹp, màng ring, kính đẹp, vỏ đẹp. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 anh em. Samsung cũng là A50 nha anh em, nhưng mà là con này bán RAM 6 bộ nhớ 128GB chứ không phải là 64GB nha anh em, 128GB. Máy cực đẹp luôn, màu xanh nước biển ha, màn hình 6.4, pin 4000 luôn. Nhưng mà con này là RAM 6 128, nhắc lại cho anh em nhớ ha, màn đẹp, màn nguyên riêng sáng đẹp. Đó, 128GB này. Đó. Rất khủng ha, RAM 6GB. A50 bản khủng. Việt Nam 2 SIM nha anh em. Bản Việt Nam xài 2 SIM thoải mái ha. Đó, A50. Chức năng con này thì anh em khỏi bàn. Ok. Con này ra đi cho anh em giá 3.1 triệu nha. 3.1 triệu nha anh em. RAM 6 128GB. Cấu hình khủng luôn. Anh em nào cần liên hệ mình nha. Một cây duy nhất. Tiếp theo cho anh em là một con Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro đã test full. Máy vỏ shell có xước sát nhẹ. Đó, nhem nhem nhẹ đây. Đó, như này. Mình quay rất là chi tiết cho anh em nha. Kính có lông mèo nhẹ thôi. Không đáng kể nha. Xiaomi Redmi Note 8 Pro màn hình 6.53. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 ha. Pin 4500 nha. Pin 4500, màn đẹp, nói chung vỏ cũng rất là đẹp. Rồi, mình sẽ cho anh em coi cấu hình. Giới thiệu điện thoại này, 128GB nè. Redmi Note 8 Pro. Bản khủng nha. Bản khủng ha, RAM 6 128. Đó. Máy màn hình riêng, vỏ riêng. Hiển thị sắc nét cho anh em. Máy cực đẹp luôn, xuất sắc nhẹ thôi không đáng kể anh em. Con này để anh em giá của nó là 3.3 triệu nha, 3.3 triệu nha anh em. Redmi Note 8 Pro, Xiaomi, dòng cấu hình khủng nha. Tiếp theo cho anh em là con Z810 Samsung, máy nguyên ring, vỏ shell xuất sắc thêm 5 tháng, máy ring, vỏ ring, màn ring, 1-2 cộng lông chuột thôi chứ không phải lông mèo nữa, lông chuột thôi, màn ring nha. Z810 màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3500 nha. Đó. Máy thì ngoại hình mình đánh giá cũng còn rất là ok, nguyên riêng đẹp, chẳng phải là quá xấu ha. 32GB này, Z8 Samsung Z8, coi cấu hình coi thông tin Z8 này nè, wifi chức năng không lỗi nha. Ok, màn sáng đẹp cho anh em luôn, màn Super AMOLED nha, màn OLED. Đó. Sáng đẹp nha. Z810, con này để anh em giá của nó là 1850. 1850 nha anh em, kèm sạc dẫn kính nha. Tiếp theo là con Oppo A3s màu đen. Con này vỏ sau cũng còn được anh em. Không phải quá xấu nha, cũng còn ok, vỏ riêng, màn riêng. A3s màu xanh đen, màn hình 6 inch 2, RAM 2 16, pin con này là 4230, mà ngay đây có đốt phản quang nhẹ thôi không đáng kể. Con này để anh em giá 1.650.000 nha, 1.650.000 nha anh em. Một con màu đỏ nữa em, một con đỏ vỏ đẹp này. Con này chắc thay vỏ sau rồi, thay nắp sau rồi. Đúng, con này à chưa, vỏ ring luôn em, vỏ ring có nhầm nhầm này, cho xe ập lưng nha, không đáng kể đâu. A3s có cái lưng mua lại của khách còn luôn, cũng RAM 2 16 luôn anh em. Đó, màn sáng đẹp nha, A3s chức năng full nha, RAM 2 16. Cái con này đa số là 16GB hết. Đó, Android 8.1 ha. Con này đến giá 1650 luôn, ngang giá. Và mình có 3 con Samsung Z5 Rim màu đen, màu gold và màu hồng, 3 con luôn em. 3 con đa số vỏ đẹp hết ha, đa số vỏ cũng đẹp hết, màu đen, màu gold này, màu hồng này, màn hình 5 inch nha, RAM 2 16 ha, pin 2400, kính đẹp, vỏ đẹp, vỏ thì có xước sát cũng đáng kể, còn rất là đẹp nha. Chức năng full nha anh em, con này chức năng ok hết, không có con nào lỗi nha. 3 con chức năng full, Z5 Rim
màu đen này, anh em nào thích màu đen thì chơi màu đen nha. Có hình như là thay mới rồi cho anh em, rất là đẹp, keng luôn, khiết tuyệt luôn, màn sáng đẹp luôn. Chức năng ok. Rim rim. Ok cho anh em, ba con đồng giá nha, để anh em giá 1.1 triệu con nha. 1.1 triệu đồng giá nha anh em. Con nào cũng vậy ha. Máy đẹp. Tiếp theo là một con Samsung A51 anh em. Máy keng xà beng luôn, đẹp tầm 98 tới 99. A51 nguyên zin. Kính đẹp, lưng đẹp. Nói chung là quá đẹp luôn, con này đã test full chức năng. A51 màn hình 6.5 nha, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4000. Máy cực đẹp luôn, trên 98. Nói chung con này trên 98, RAM 6 128GB. Chức năng khỏi bàn, quá đẹp. Màn sáng đẹp. A51 anh em. Samsung A51. Con này ra đi cho anh em giá 4.3 triệu nha. 4.3 triệu nha anh em, máy riêng nguyên, đẹp keng xà beng luôn. 43 kèm sạc dạng kính cho anh em nha. Tiếp theo cho anh em là một con iPad nha anh em. Tab ha. Tab Huawei MediaPad T3 bản 10 inch nha. Bản 10 inch. Hàng thanh lý. Còn được có vài cây thôi, hết rồi. Đây. Máy full box chưa ai xài hết nha. Trong này có bao da này, mình sẽ lấy bao da cho anh em coi trước này. Đó, anh em nào thích mua dịch là mua cho con em học online đồ á, chơi nha. Có miếng dán này, bao da này. Đó. Bao da rất là ok luôn. Mua dịch này thì xài iPad Tab ở nhà xài học hành thoải mái luôn. Đó. 10 inch. Máy nói chung là máy mới. Cục sạc trong đây nha anh em, cắp sạc. Đó, như thế này. Đó, bản 10 inch nha anh em. Máy rất là rộng lớn, xài sướng luôn, có bao da kèm cho anh em luôn. Nguyên mới, full. Máy kèm bao da, hộp hành, cục sạc, cáp đầy đủ. 10 inch nha, rất rộng. Giá 2.550 nha anh em. 2.550.000 một cây. Anh em cặp trước 100.000 về theo ship đàng hoàng cho anh em. Giá 2.550, anh em cặp trước 100.000 là ship hàng nha. Đó, mình giới thiệu cho anh em cái dòng iPad, để anh em nào thích thì mua nha, để xài xem YouTube, nghe nhạc các kiểu. Tiếp theo cho anh em là một con Xiaomi Redmi Note 7 anh em, máy đẹp keng luôn, nguyên zin, đẹp keng xà beng luôn. Đó, kính đẹp, lưng đẹp, kính có một hai cọng lông mèo cực nhẹ luôn, lông chuột luôn, chứ không phải lông mèo. Xiaomi Redmi Note 7 anh em. Con này màn hình 6.3 nha, RAM 4, 64, pin 4000. Bản RAM 4 chứ không phải RAM 3 nha, RAM 4, 64 này. Redmi Note 7. 64GB. Chức năng thì hoạt động ok luôn. Máy sạch không tài khoản nha. Máy sạch keng luôn. Tài khoản mới chưa có đăng nhập gì hết nha. Anh em về tự tạo, tự đăng nhập. Máy sáng đẹp, màn ring. Vỏ ring. Xiaomi Redmi Note 7. Con này để anh em 2.1 triệu nha, giá 2.1 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy cực đẹp, nói chung là máy quá đẹp luôn. 2.1 triệu. Tiếp theo là một con A20s nha, A20s máy riêng full, màn kính keng luôn, kính keng, lưng keng, đẹp trên 98 nha. Con này màn hình 6.5 inch, bản RAM 4 nha, không phải RAM 3 nha anh em. Con này 464, con này RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000. Đây, mình sẽ cho anh em coi cấu hình máy 64GB này. Màn sáng đẹp ha. Màn sáng đẹp. 64GB. Thông tin điện thoại A20s. Chức năng full. Ring nguyên, máy ring, màn ring, vỏ ring. Chức năng ok nha. A20s RAM 4 64, con này để anh em giá 2.750 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là một siêu phẩm LG
V40 Thiên Quy. Con này chip khủng nha anh em, chip Snapdragon là 845 nha anh em. Chip rất là ghê nha. Màn đẹp vỏ đẹp, máy không lỗi ha. Màn đẹp vỏ đẹp, máy không lỗi luôn. Màn hình 6 inch 4, RAM 6 bộ nhớ 64, pin 3300. Máy một sim nha, bản hàng nha anh em. Đó. Bộ nhớ này 64GB. RAM 6GB, con này là RAM 6GB. RAM 6 bộ nhớ 64. Chức năng ok. Thiên Quy nha anh em. LG Thiên Quy. Đó, màn sáng đẹp. Con này anh em xài thì khỏi chê luôn. Chip Snapdragon 845 dành cho game thủ nha. Nếu mà game thủ chơi đời rất ok và người dân thường thì xài, mình xài anh chị lớn tôi á, xài nó rất là mượt. Nói chung là cái dòng này. Thử cái nhạc chuông coi. Âm lượng. Mọi người rất sướng này nè. Ok, con này nó đi cho anh em giá 3.3 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em, một con duy nhất 3.3 triệu nha anh em. Tí nữa rất. Tiếp theo cho anh em là một con Vivo Y51 nha. Bản mới ra ha, máy đẹp càng 99 luôn. 98.5, chào tới 99. Y51. Đây người riêng. Con này màn 6.58 anh em, RAM 8 bộ nhớ 128 nha, pin 5000. Pin con này được 5000 nha, máy keng sao beng luôn. Đó. Đấy. Nói chung màn hình xài rất là rộng. Sướng luôn, con này xài ok luôn. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Cực khủng nha. Màn rộng rãi, xài ok luôn. Vivo Y51 đời mới ra, camera anh em tháo camera đã. Hình chữ nhật 3 mắt, 1 mắt khủng luôn, 2 mắt nhỏ nhỏ. Đèn LED đây. Đó, mẫu mới ra luôn. Con này ra đi cho anh em giá 4.2 triệu nha. 4.2 triệu. Kèm sạc dán kính nha anh em, mấy kèm sạc em. Con này thì ông anh công ty cực dài, nó thẳng luôn. Y51. Và tiếp theo cho anh em là con Samsung A71. Mấy nguyên riêng nguyên. Lưng xe về nhâm nhâm cực nhẹ. A71 màn riêng, đại giá lực cho anh em rồi. Đó, A71 riêng nguyên. Màu đen. Chức năng thì full quốc tế ha. Hai sim, bỏ sim vô là xài máy Việt Nam. A71. Cấu hình mạnh ha, RAM 8 của nhớ 128GB. Màn hình 6.7 và pin con này là 4.500 nha. Máy ok cực kỳ. Để anh em giá 5.3 triệu. 5.3 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Máy cực đẹp. Riêng nguyên từ A tới Á luôn. Giá 5.3 triệu. Rồi, clip này cũng dài rồi, xin tạm dừng tại đây đi. Thân ái chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai. Nhớ bấm đăng ký kênh mình nha anh em, để đón xem những clip mới được kênh mình, để anh em khỏi bỏ lỡ. Thân ái chào cả nhà luôn.